Bây giờ là phần cập nhật tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thiết lập cột mốc mới về lây nhiễm COVID-19 với 1.212 ca, mức ghi nhận trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Trong số này, 929 ca được phát hiện khi cách ly tại nhà, 53 ca tại cơ sở cách ly tập trung, 230 ca phát hiện trong cộng đồng. Đối tượng nhiễm COVID-19 nhiều nhất vẫn nằm trong độ tuổi từ 18 đến 49 tuổi, chiếm hơn 50%. 230 ca ghi nhận trong cộng đồng, có 91 ca tại huyện Xuyên Mộc, 46 ca tại huyện Long Điền, 35 ca tại huyện Châu Đức, 23 ca tại huyện Côn Đảo, 15 ca tại thành phố Bà Rịa, 11 ca tại thị xã Phú Mỹ, 8 ca tại huyện Đất Đỏ, 1 ca tại thành phố Vũng Tàu. Cả tỉnh hiện có 403 ca đang điều trị tại bệnh viện với 75 ca nặng. 24 giờ qua có 9 ca điều trị tại nhà phải chuyển vào điều trị tại bệnh viện. Cả tỉnh đang có 14.725 ca điều trị tại nhà. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi hiện là 86%.